có bí mật gì chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì thích có một nụ hôn giống trong phim. Là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á, anh đu ngược. Dạ đúng rồi. Thì em khó quá vậy. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em cũng chào tất cả các vị khán giả ở đây. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào bạn ấy. Mình tên là Bùi Minh Hoàng, năm nay mình 28 tuổi, mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty gia đình. Và bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Khánh Linh. Tuổi thì em giữa 27 với 28 tuổi. Nhưng mà tâm hồn thì lúc nào cũng như 21 tuổi thôi. Em là nhân viên văn phòng. Em làm tại công ty quảng cáo và truyền thông. Quê em ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ba mẹ em thì là gốc Hà Nội. Cho nên là trong một con người em thì em có hai cái văn hóa là Bắc và Nam. Nói chung người em gì cũng nửa nửa trơn á. Tuổi cũng nửa mà quê quán cũng nửa nửa. Rồi bây giờ mời anh bên kia tiếp tục. Công việc cụ thể của bạn là gì? Dạ, công ty nhà em kinh doanh về nữ trang. Nữ trang vàng hay bạc hay là... Dạ, nữ trang vàng đó chị. Thì thế này không lẽ không có người yêu trời. Em có thể kể sơ sơ qua tình trường của em được không? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em á, thì em đi nghỉ vụ. Là em quyết định là đi nghỉ vụ xong rồi về lập gia đình. Thì trong thời gian em đi nghỉ vụ thì có một cái biến cố, cho nên là hai người chia tay. Biến cố là cổ biến cố hay là em biến cố? Tất nhiên là cổ. Cổ phải không? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai thì cũng quen nhau thời gian 1-2 năm. Vô tình là em bắt gặp thấy người đó đi với một người khác. Đi thôi mà, có gì đâu. Chẳng may bữa đó thứ bảy thì em hẹn người đó đi chơi. Cái lần người đó nói người đó bệnh. Xong em mới chạy đi mua thuốc. Thì đang mua thuốc xong quành lại nhà người đó. Thì thấy là người đó ra đi với người khác. Đi vậy nhưng là... có nắm tay gì không? Thôi vậy là hiểu rồi, người ta đã báo bệnh ở nhà mà ta đi với người khác còn không nó... phải bây giờ phải làm rõ chuyện này ra bởi vì đi nữa. Không có vấn đề gì cả, thậm chí chở người ta nói thứ bảy đi. Là máu chảy về tim mà thứ bảy mà báo bệnh nằm ở nhà, ta đi mua thuốc tới đi với người khác còn thắc mắc cái gì nữa. Không, thấy lý do này nó chưa ổn lắm. Nói chung là không phải là một lần. Đúng, cái không phải một lần thì được, nhưng mà thấy một lần là không được ha. Thôi bỏ qua đi. Hai mối tình đó, bên đó mấy mối tình? Em có ba mối tình chính thức với lại một cái mối tình đơn phương thì cứ coi là ba rưỡi đi. Rồi ba rưỡi. Dạ. Cuối cùng chia tay cách đây bao lâu? Dạ, chắc gần được một năm. Ngày hôm nay đến đây, đem này theo chi? Cái gọi là ưu điểm của em đi ha. Em biết mỗi thứ một chút. Ví dụ như em biết bồi đàn và hát guitar nè, hoặc là em biết ảo thuật nè, rồi em cũng biết nữ công gia chánh hồi mỗi thứ chút chút chút. Tức là không có cái nào mà nó hoàn hảo hết. Nói chung chị biết rồi, em cái gì cũng nửa thôi, chị hiểu mà. Và bây giờ mình có thể tặng mà cho em nói trước chút xíu ấy, là tại vì em hát thì nó không quá hay. Dạ, cho nên là mọi người chăm chú giúp em, em thấy nhiều người của em hơi hồi hộp. Không sao cả, một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn ấy. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát trôi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, người về mang thơ dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Dạ thôi. Nửa vậy thôi đó hả? Em cảm giác thế nào? Hay khi nghe bài này. Dạ hay. Bây giờ em hỏi yêu cầu của bạn bên đó thế nào, thử coi mình đáp ứng được hay không. Ủa vậy yêu cầu của em như thế nào? Dạ, em thích một cái người chân thật, hoạt bát, vui vẻ. Nói chung là lúc nào cũng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, năng động, vui tính. Cái mẫu người lý tưởng của em là bố em. Cho nên những cái mà em vừa kể vừa rồi là bố em có hết. Và bạn trai bên đây có muốn làm bố cô này không? Giống bố đó. Thì chắc giống thì em không giống được hết, nhưng mà chắc cũng được 70%. Em có yêu cầu gì quấy không? Nói chung là em cũng thích cái mẫu người là biết chăm lo cho gia đình. Không thích mẫu người mà xe xua, càng bình thường càng tốt. Cái lúc mà mình cần đẹp thì mình cần đẹp thôi. Bản thân em có những cái ưu điểm gì không? Ưu điểm của em thì em có thể chăm lo cho bạn gái được.
Giờ việc nhà thì người đàn ông cần làm cái gì ở nhà thì em có thể làm được. Ví dụ là em làm được cái gì? Thì điện, nước, lau nhà, quét nhà, giặt đồ. À, dạ. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? À, ngoại hình hả chị? À, ngoại hình. Dạ. Ra thì em không cần quá đẹp, với lại là không hói. Không hói. Dạ. Dạ, với lại là không. Em chào anh. Lý do tại sao không hói? Hối đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Dạ. Hối đâu có ảnh hưởng gì vào mình thế giới đâu. Dạ đúng rồi, thật ra thì hối thông minh. Em cũng biết cái điều đó, nhưng mà ý là nó thuộc về cái cảm giác ấy anh. Với lại là cao một chút, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Nói chung là em chấp nhận có bụng để ôm cho nó ấm. Rồi với lại sạch sẽ, đó, nói chung là em chỉ cần có nhiêu đó thôi. Dơ không được hả? Sạch sẽ cỡ nào? Dạ ý là đừng có bỏ bữa tắm nào nè. Đừng bỏ đánh răng. Có bỏ bữa nào không? Ngày em bèo lắm phải tắm lần. Ngày tắm lần có. Được rồi, vô đó thôi phải không? Dạ. Em nghĩ ra rồi em sẽ nói thêm. Rồi còn nữa à? À, nhu cầu như vậy đó ha. Nói chung là nãy giờ anh khai thác hết những cái gì mà cô gái bên đó muốn. Dạ, em tắm con lần. Cao mét mấy? Em cao 1m74. Em mà mình nhìn bạn này quen như có gặp ở đâu rồi á. Ngồi dưới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ế vững bền đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ quen nhau khi nào cưới? Được thì tìm hiểu vòng 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Nhẫn cưới có sẵn? Nói chung là đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi. Chỉ đợi là lấy nhau về ở đâu? Dạ ở nhà riêng. Ở nhà riêng? Có nhà riêng luôn rồi? Dạ ông nhà thuê á. Ông làm cho hụt hẫng không? Không, là em cũng là tỏ ra được là em vui vẻ. Đúng rồi vui vẻ. Nhưng mà thực chất là có nhà riêng không? Dạ có nhà riêng, nhưng mà cưới xong mới mua. À, tiền có rồi gì? Dạ. Ừ thì thảo nói vậy đi, làm tôi hụt hẫng quá. Không bấm tôi bấm á, tôi nói trước rồi đó. Được rồi đó. Chị Duyên hả chị? Em có bí mật gì chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì cái này em kể ra em cũng hơi ngại. Ý là em thích có một nụ hôn giống trong phim. Chỉ có con người nhện không chị? Là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á, cái anh đu ngược. Dạ đúng rồi. Thì em khó quá vậy. Thì em á, anh treo lên kia kìa ha. Anh buông dây xuống, đu xuống đây vùng cái nha. Dạ dạ, nhưng mà thật ra thì em cũng hiện thực hóa nó rồi. Có nghĩa là cũng không cần phải đu dây đâu chị. Tại vì cũng khói, nói chung là hung ngược là được. Chẳng hạn như nằm trên sofa thì cũng ngược đầu nhau vậy đó. Chị nhìn em không chắc. Nay quay xong chương trình thì chị về chị kiếm người chị thử cái chiêu này được. Hung ngược vậy đó. Được không? Ôi, được. Được. Dạ, không biết. Cảm ơn em đã em có tật xấu gì đó, có bí mật rồi đó. Em có tật xấu, có bí mật gì muốn chia sẻ không? Dạ, thì em có tật xấu là bây giờ em còn ham chơi, với lại em hay chơi game. Ok, bây giờ mình sẽ cùng giao lưu với người thân hai bên xem thế nào. Em đi với ai? Em đi với anh của em. Rồi, chào bạn. Anh ruột hay là anh bà con? Dạ, anh đi chơi chung. Vâng, em chào anh Việt Linh và chào chị Cát Tường. Chào em. Tôi chào. Sao em thấy cô bên đó thế nào? Em thấy nãy giờ là em gật đầu là muốn gãy cổ luôn rồi đó. Em gật đầu gãy cổ luôn hả? Nhưng cái quan trọng cái hợp tính hay không á? Em đi chơi với bạn em thấy có hợp hay không? Em thấy bạn nữ này thì cũng là một người gọi là đặc biệt đó. Họ biết đàn ca hát. Còn Minh Hoàng thì thực ra Hoàng rất là hiền. Hoàng nó hiền lắm. Em đi chơi mấy năm nay em biết mà. Quen bạn nữ thì chỉ có bị ăn hiếp với lại bị bỏ thôi. À, thiệt không? Dạ thiệt mà. Rồi cảm ơn em. Mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với mẹ với hai chị gái. Dạ chào cô. Xin chào hai bạn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Hôm nay đi được đồng hành cùng với con gái tham dự cái chương trình thì tôi thấy rất là thú vị. Cô nhận xét gì về chàng trai ngày hôm nay? Thật ra những cái phút mà ít ỏi trên truyền hình ngồi đây thì chưa nói lên điều gì cả. Thì bây giờ chủ yếu là cái cảm nhận của mình, ngay cái cảm xúc và cái ấn tượng ban đầu khi mà kéo rèm lên á, để mình hãy nghe cái mách bảo của trái tim là chính. Đấy là tùy con quyết định, con cũng thật là thoải mái đi. Tại vì là sau cái buổi ngày hôm nay dù có bấm nút hay không bấm á, thì mình cũng có thêm một người bạn. Cảm ơn cô. Rồi nghe mẹ dặn chưa, nghe là tùy theo trái tim mách bảo. Dạ. Mẹ không có tạo áp lực gì cho em cả. Dạ. Bây giờ mình giao lưu với nhau để có thể thoải mái thôi. Còn bây giờ thì đúng như là cô nói, tùy trái tim mách bảo khi mà người ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Kéo màn.
Bây giờ thoải mái, hết hơi đằng sau vào để nhìn đối phương chúng ta. 2 phút bắt đầu. À, dạ em chào anh. Anh đừng nhìn em cười, anh hỏi em chỗ đi. Em hay ghen. Dạ em nói không thì không phải, mà nói có cũng không phải, nói như em nửa nửa đó, giống như Cát Tường nói, tức là em sẽ đúng lúc, đúng thời điểm. Anh thích như vậy chứ đừng có ghen quá. Em biết ảo thuật đúng không? Dạ. Anh cũng biết ảo thuật. Mà em biết có hai cái thôi. Thì cái gì anh cũng biết tí, cũng giống em vậy đó. Có thể là mình, dạ, mình ghép cho coi nó nhiều hơn không? Dạ. Nói một câu gì đó tỏ tình với bạn gái thật là lãng mạn chút xíu nào. Quay đầu ôm hôn gì đó. Thôi bây giờ em không nói, em hát được. Được, quá được chứ. Em xin hát bài Ngày Hạnh Phúc. Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng anh đã thầm yêu em. Từ hôm ấy anh bỗng thưa nhiều, nhìn mắt em nói lên bao điều. Chết ngủ anh à? Không sao đâu anh. Vậy là cũng giống em một nửa rồi đó. Hết thời gian, chúng ta để tay vào một nút bấm. Các bạn đang đến những giây phút tôi nghĩ rằng hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời. Phải suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận. 3 Không hỏi đếm nữa. Nôn quá ha. Dạ. Làm hai người nắm tay để cảm nhận giây phút thế nào. Chúc các bạn sẽ có những không gian thật là lãng mạn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ dạ dạ. Mời các bạn nhờ dắt nhau đi xem phim. Chuyên môn của bạn là gì? Em là kiểm tra biên thuế á. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ chưa hoàn thuế cho anh. Vậy nhìn, là thành công rồi, đúng thành rồi, công rồi. Nhìn cặp đôi mình này anh cũng thích thật á. Rất là đẹp đôi. Phải chi mình đi theo họ để mình chứng kiến cái nụ hôn ngược á hả? Quay đầu với nhau nhờ. Nhưng mà nhớ phải đánh răng theo yêu cầu của nha sĩ. Dễ thương, rất là dễ thương. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có những giây phút ấn tượng như vậy không quý vị nha. Hả Mang? Mời bạn trai. Dạ chào anh Trường Linh. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Tô Quang Đào, quê ở Nghệ An. Năm nay em 33 tuổi anh Quyền Linh. Làm nghề gì? Dạ em hiện đang làm bộ phận sale của công ty thủy sản Thăng Long ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Dạ. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thị Nguyệt, em năm nay 30 tuổi. Hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan tổng quản. Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ em có nhiều tài lẻ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được. À. Em có thể nấu ăn, làm tóc, massage, như massage mặt và massage body cho nữ. À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ. Ừ. Em cũng làm được massage mặt được cho mình. Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính cái cục thuế? Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ. Nhưng bạn, cái chuyên môn của bạn là gì? Em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế cho anh. Sẵn đây đòi luôn. Em đòi luôn, hôm nay đòi luôn. Hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao? Dạ. Em ơi, bây giờ thu thuế doanh nghiệp về thuế gia đình nhà mình thu sao em? Giống như tin ngôn của ngành thuế tụi em đó là thu được thuế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được thuế, thu lòng dân. Dạ, nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? Em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa với Nghệ An cũng gần. Dạ, à, giáp dạ. ranh với nhau, không dạ. sao cả. Đạo có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó, chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì nói chung thì em nghĩ là yêu chậm và yêu lâu dài thì tốt hơn.
là yêu nóng vội. Bạn cần điều gì ở người phụ nữ? Em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết suy nghĩ trước sau. Dạ, rồi nói chung là người đó có một cái tấm lòng tốt là ok. Như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không? Em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ. Thích cái mà em thích ạ. Em thích một người thông minh, sống tình cảm. Em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Em không thích con trai gia trưởng, bà phụ, kém kiệt. Trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 chị. Mình chia tay cách đây bao lâu? Dạ hơn 1 năm rồi chị. Thế bạn nam có tật xấu gì không? Em thì nói chung là tương đối nóng nảy. Và cái việc mà kiềm chế cảm xúc thì cũng đáng phải cần cải thiện nhiều chị. Còn tật xấu gì nữa? Em nghĩ là sống cả nể. Cả nể? Dạ, sống cả nể và hơi cả tin. Còn bạn nữ, có tật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết. Em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em. Rất là cảm tính phải không? Dạ đúng rồi, em cũng cả nể. Nhiều khi em hay nói với mọi người là em mất đi khả năng khước từ. Anh nghĩ là có thể là em thấy điều đấy là không tốt, hoặc là em thấy là việc đấy là thực sự là mình nên dùng, mình nên từ chối. Nhưng mà em lại... Nếu vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người mà chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ. Dạ, em xin tặng mọi người một bài hát mà em thường hay hát trên cơ quan. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ấy mây trăng mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng rượn đông mà che mưa anh, nghiêng rượn tây em xòe bóng man. Rợp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Duyên quá. Rất là hay. Nghe nó ngọt ngào dễ sợ luôn. Lấy nó hay. Trời ơi. Giọng hát ngọt quá đi. Dạ. Sợi nhớ sợi thương hả? Dạ. Anh bên đây nó xao xuyến quá, anh lấy luôn 2 sợi luôn. Dạ. Ngành thuế mà hát hay quá. Không ngờ luôn hả? Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế. Không lẽ không có tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em? Thực tế nó không vậy đâu anh ạ. Thấy vào mình nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi. Ôi không phải đâu anh. Người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ. Nói thế chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á. Giống như anh cũng anh ấy tưởng đi nộp thuế cười ha 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 luôn. Không, nếu mà anh với chị Tường đi nộp thuế cường, cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền. Có, okay. Anh tuyên truyền rồi, anh có khai thuế qua mạng. Em biết, đúng rồi, cái đợt anh quảng cáo cho bên em cũng biết luôn ạ. Thuế quảng cáo. Mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Về ngoại hình, vóc dáng để chị qua chị xem mặt nè. Dạ, em thích bạn nam cao chị. Cao từ 1m7 trở lên thì càng tốt ạ. Cao chi dữ vậy, mình đâu có cao nhiều đâu. Em muốn con mình không giống em. Thay đổi thế hệ phải không? Gì nữa? Cao. Em cũng không thích đầu hói rồi. Nhiều người không thích đầu hói quá ta. Hói gì? Có chứ ai đâu không thích ta. Đâu vén vén lên coi, che cái mặt tiền cứ vậy. Không hói gì. Không hói thì vuốt lên coi. Ý dạ. Bao nhiêu? Em thực ra cao 1m64. 64. Dạ. Còn để cải thiện đời sống là chắc là em nghĩ là phải trên 1m7. Dạ. Thôi nó chưa thì cải thiện thì mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay từ đầu, dinh dưỡng tốt vô thì cao thôi, đúng không? Dạ. Chứ đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. Mét 64 à, nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được thôi, không cho nói, gặp người thân nữa coi sao. Em có đi trai không? Dạ em đi với em trai và bạn. Em trai em ruột đó hả? Dạ em con chú. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thấy người bạn gái bên này như thế nào? Thì nhìn bạn Nguyệt, nếu như mà nhìn mới gặp á, thì nghĩ là khoảng 25 tuổi thôi. Cái mà bạn Nguyệt yêu cầu của bên phía người đàn ông của mình á, thì thấy là nào có nhiều đặc điểm, nhiều ưu điểm. Ví dụ như là tính trung thực, thẳng thắn,
rồi có trách nhiệm, mình cam đoan 100% là bạn của mình là có. Cam đoan 100% luôn, 100%. Bảo hành trọn đời. Rồi, cảm ơn bạn. À vậy mình có đi với người thân của mình không? Dạ em đi với hai người bạn của em. À dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn ở trên sân khấu và các bạn khán giả. Rồi chào em, thấy ảnh bên kia sao nè? À dạ em thấy anh bên kia là thanh niên nghiêm túc đó chị Nguyệt. Rồi cảm ơn bạn, bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau đi. Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta trò chuyện với nhau trong 2 phút. Kéo màn lên. Và đây là quyết định của riêng bản thân mình nha. Hồi hộp chờ đợi dõi theo 2 phút của hai người. Nào, quay qua đi bạn. Trời. Rồi, em tặng đi. Rồi, em cảm ơn anh Đạo. Em cảm nhận về anh đầu tiên như nào? À, thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng xa với tưởng tượng của em. Nghĩa là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó, em khó nghe. Em nghĩ là chắc anh là một người chắc là có vẻ là khô hơn, nhưng mà nó đã khá hơn rồi. Anh thì người sống tình cảm lắm. Dạ. Hiện tại là em đang làm việc ở quận... Em từ Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ. Còn là gia đình ở ngoài quê hả? Ngoài quê ạ. Gia đình anh ở ngoài quê. Dạ. Em nghe hai người rất là nóng tính. Vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai? Nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ. Tại vì em nóng vậy thôi, nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi. Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy bạn. À, về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á. Em thấy là mình dễ bị sượng nhau chỗ đấy. Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm. Có nghĩa là khi mà em đã tiếp thu mọi lắng nghe thì em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe. Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để sao mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất. Chứ không phải là em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng. Để thực sự cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân, nó không có tiêu chuẩn nào hết đó. Bây giờ bạn trai hãy tỏ tình, nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định. Thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng đầu với em cũng tương đối là tốt. Thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em, anh rất là vui. Dạ, em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh. Hết thời gian. Hết giờ. Rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau. Tặng thêm bạn những cơ hội với những chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận ở cái... Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, hy vọng rằng các bạn sẽ có thiệp mời sớm với chúng tôi. Dạ. Em cảm ơn. Mời các bạn đi xem phim. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tì chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Muốn lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. À. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Okay. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ. Xin mời đàn gái. Cái đây kìa. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Chào Văn Quanh, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. À, em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina konnichiwa. Watashi wa Lý Tuấn Tú desu. Nansai wa Sanshuni desu. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lần đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. À, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm.
Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết là nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên ạ. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tức như là em làm bên Nhật 3 năm là mình quen cái cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ cái, ha. Đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Không mấy mối tình rồi. Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm anh. 7-8 năm mấy trước năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua 2 mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá an phận. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả đó. Thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình á thì hello. Dạ về ngoại hình á thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. À con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là 1m nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi quá cân xứng rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ. Còn về tính cách á thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị. Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính vào bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống 1 phần thôi. Gái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó. Em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nấu ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Tuyệt vời thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng với anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Mà con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Thì em chỉ tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp hơn xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược.
là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược, ra là mình có thể đi làm nhà thuốc hoặc là mình mở một cái tiệm riêng, bởi vì mình cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó, hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành ngày mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Mở vào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. À, đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi thị vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ, thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi, và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu như thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất, mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á. Thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình xem cảm xúc khi mà tay nắm lấy bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nó rung hát được. Nói đi, nói với con gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em. Dạ. Vậy báo nút nha. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À rồi xin linh phép hôn má luôn. Xin phép anh trai mình hôn má. Được rồi. Dạ. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định. Hạnh phúc cho hai đứa nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm tay bạn gái, đừng bao giờ rời xa nhau nha bạn nhé. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em
rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Cặp này được nè. Cặp này nhiều khi họ cưới sớm đó, thấy rất là có duyên phận với nhau rồi đó. Bây giờ mình chúng ta cùng gặp cặp đôi thứ nhì đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, okay. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em gửi tới. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử laser bên xây dựng. Em là nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè. Em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. Quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường là một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Đúng. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay làm được. Em toàn sử dụng công nghệ của chị Google Maps rồi. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm anh ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng hai, giỏi lắm được 2 tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ, em có trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hồng. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em làm đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện cho đỉnh được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ.
Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Vâng, ờ, có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. À, dương vâng. Quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Ờ, à, đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em không? Dạ. Đàn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? À có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. À, chúng ta nếu mà lấy nhau đó vâng. Thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó. Mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. Ở đâu? Em ở thị trấn Thịnh Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Vâng. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em, nhưng hàng ngày rồi Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Và ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bảo ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó, ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên này gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng những cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào thì em còn chăm lo cho em và nói với em. Vâng. À, dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. À. Vâng, vâng. Hôm qua anh có nhậu say tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ để cho em đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. À, dạ vâng ạ. Dạ em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu, yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết
ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là Thư làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à? Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á, dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Cho em dù... nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn là em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu với chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không. Thôi. Em hiểu rồi. À, câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Và anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề là em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em chỉ vui. Cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. À. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt, thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt.
nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tăng bản sản phẩm nước khoáng Kiềm Thiên Nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Dạ, con ra Nguyễn Cung. Chắc chắn rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho chàng trai nhé. Hy vọng rằng tất cả những gì mà chúng tôi đem đến cho những cặp đôi sẽ là hạnh phúc, sẽ là yêu thương, sẽ là chia sẻ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một công nhân. Con không hút thuốc, uống rượu, con cũng thích hát, cũng thích chơi các loại nhạc cụ, con cũng biết chụp hình. Ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Còn ngoài ra thì con chuyên ngành là tiểu học đó. Và con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái nữa là tối ngủ hay nghiến răng. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam.